Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Yo, xin chào anh em nha. Chúc anh em một ngày thứ hai thật là bùng nổ. Và trong video này thì mình sẽ trả lời cho anh em tân thủ mới chơi. Đó, nhiều anh em cũng hỏi mình phết là trong cái phần bảng quần hùng ấy thì làm nào để có thể đạt được top 1 khi mà yêu lực của anh em còn yếu, đúng không? Đấy, cái này thì nếu như mà cái phần quà mà lần đầu tiên chúng ta nhận được khi mà đạt những cái top 1 ấy thì sẽ được rất là nhiều cái phù thiên diễn dùng để đi chiêu mộ thần thông. Đấy, thế bây giờ nếu như chúng ta yếu thì bắt buộc là chúng ta phải canh thôi anh em ạ. À, đến chủ nhật thì anh em sẽ thức đến 12 giờ cho mình nha. Thì thông thường là đến 00:00 thì nó sẽ cần đến 5 phút, tức là đến 12:05 ấy thì nó mới có thể là reset cái bảng này chúng ta đánh đấm được. Còn nó mất 5 phút từ 12 giờ đúng cho đến 12:05 để nó reset, nó tổng kết lại cái bảng quần hùng này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 cái vé ở đây tối đa, đúng không? Và mỗi ngày chỉ mua được 10 vé thôi. Thì bây giờ thông thường là mình sẽ tích lũy những cái ngày kiểu như là thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đấy là mình cũng chỉ đánh đấm trong trường hợp là mình bị oánh tụt cái hạng này thôi. Còn nếu không thì cũng không đánh đấm gì. Thì thông thường là đến thứ sáu là mình vẫn là 10 trên 10 cái vé này. Đấy, 10 trên 10 đúng không? Thì đến thứ bảy anh em mua thêm 10 vé nữa là tổng cộng chúng ta là có 20 vé. Sau đấy bước sang ngày chủ nhật anh em mua thêm 10 vé nữa thì là tổng cộng là có 30 vé. Và đến 00:00 ngày thứ hai anh em mua thêm 10 vé nữa, thế là chúng ta có 40 vé. Và 40 vé đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được top 1 nếu như anh em nhanh tay và anh em may mắn. Đấy, mình phải hòng thêm cái điều kiện là nhanh tay cộng may mắn. Còn nếu như có bố khác kiểu như là yêu lực mạnh hơn mình cũng vào đúng cái khung giờ đấy để cày lấy top 1 vì ông đấy chưa đạt được cái top 1 đấy bao giờ. Thì ối dồi ôi, cũng là một cái khó khăn đối với mình. Chẳng hạn như mình đang đánh đến top 2 chẳng hạn thì mình lại gặp đúng cái ông yêu lực cao hơn. Thôi, vỡ mồm. Ông đấy vươn lên top 1, thế là mình đứng ở top 2, thế chịu thôi. Đấy thì bây giờ mình đã có 40 vé rồi thì mình sẽ đi đánh cho anh em để xem là có cần tích lũy nhiều hơn hay không nhá. Thông thường thì mình sẽ mất đâu đó tầm 35 đến 40 vé là cái số xếp hạng đấy, nó đã nhảy ra hiện ra cái số 1 rồi. Và tiếp theo nữa là chúng ta chỉ cần nhanh tay và may mắn nữa mà thôi. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chiến luôn anh em nhé. You'd never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with a new sand. In my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn, you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they say to never date her. Ui dồi ôi. Thì đấy anh em thấy đấy, vừa nãy là mình đi khiêu chiến gọi là mệt nghỉ luôn. Nhưng mà đen một nỗi là có một ông là ông leo top 1, thế thành ra là mình chỉ đứng ở top 2 và lấy được cái quà là 800 phù thiên diễn. Thôi thì đành sang tuần lại chơi tiếp vậy chứ biết làm sao bây giờ. Còn hôm nay thì nhiệm vụ vận may nó là cái gì đấy? Vận may hôm nay thì mình chưa chơi, hôm nay nó liên quan đến cái gì đây? Luyện hóa pháp bảo à? Ôi dồi, khoái thế. Ôi chặt đào thôi anh em ơi. Có vẻ khiêu chiến đã đầy à? Âm thân này thì khiêu chiến luôn nha. Đấy, để xem nào. Ôi chưa vào bảng luôn. Hôm nay thứ hai nó cũng reset hết bảng này. 911 vạn, 3.000 vạn. Một ức này, đánh này cho được nhiều điểm nha. Ok. Mục luôn nhỉ. 1.68 ức à? Để đánh luôn. Phọt. Rồi. Ê à, có loan điểu hồi nhiều máu phết nhỉ anh em nhỉ? Ra gì vào này nọ đấy. Tiếp theo là 7.800 vạn này. Họt một phát đi luôn. Một phát đến từ em hoàng đế. Lại một ức gì? Đánh luôn. Ok. Rồi, trong lúc chờ đợi đánh đấm thì bây giờ mình có thể ra là auto để cho nó đạt đào rồi đấy anh em này. Nhận luôn cái đã. Cấp kia các thứ reset đi, còn 19 ngày nữa thôi. Là mình lên cây 16 rồi. Lên cây 16 thì có thể là chặt ra tiên ngọc. Nó sẽ đỡ hơn rất nhiều dành cho những anh em nào nông dân không nạp mấy cái gói quỹ tu vi anh em nhá. Để chuyển tiếp nào. 2.98 ức, ôi dồi ôi. Phải thế. Nó đánh mấy con yếu yếu này vậy.
cộng 20 điểm là cũng ngon nè. Đó thì hiện tại là anh em có thể thấy là bây giờ mình cũng được 2,22 ước rồi. Dần dần anh em nhờ anh em bảo là sao mà yêu lực bị thọt. Em chia sẻ với anh em là bởi vì mình lấy vào những cái trang bị gọi là xịn thôi. Những trang bị xịn thì mình mới ra thì đôi khi nó sẽ bị thọt hơn một tí. Không sao, quan trọng là chỉ số, quan trọng là những cái hiệu ứng mà nó gây ra được. Bởi vì đặc biệt anh em mà chơi choáng thì cái chỉ số nó quan trọng, rất quan trọng luôn. Cho nên là phải ưu tiên được chỉ số trước, sau đấy thì mới đến yêu lực sau anh em ạ. Ổ thế. Rồi, búc luôn. Đấy, hai con chú tước của mình oánh kinh phết anh em ạ, liên tử tọi luôn. Nếu như mình có thêm cái quả nữa thì nâng cấp cho em chú tước thứ hai của mình lên được level 80 phát là ok đấy. À, đó, bây giờ mình gây ra 138% sát thương. Và nếu như choáng thì gây ra 207% sát thương là ok rồi. Thế mà sau này nâng cấp nó lên thì cũng lên level 80 như con này đó thì ok quá. 288% sát thương luôn. Perfect anh em nhá. Rồi, vận may liên quan đến pháp bảo, thế thì phải đi tầm bảo phát A. Một. Ê, lên level 2 3 4 5 6. Ồ, có pháp bảo mới 7 8 9 và 10 đấy, chỉ đúng như vậy thôi. Nhưng mà hình như là vẫn còn thiếu anh em ạ. Đấy, biết ngay mình ý. 6 cái thôi. Hơi thốn nhỉ. 7 à. Trong gói chứ nào. Trong gói thì mua được 2 cái. 4,250 tiền ngọc. Ok. Sau đấy làm cái nhiệm vụ chặt 500 cái quả đào này nữa là được anh em nhá. Đấy, tạm thời như vậy. Báo kích khám bản công à. Thế thì thôi. Ơ, khoan. Bạo kích mà, có phải choáng đâu. Nhầm, đáng lẽ ra phải thay cho nguyên thân, nguyên thể của mình chứ. Holy shit. Anh em cái áo này liên kích này đấy. Bây giờ phải thay ra cho phần nguyên thể nè. Oh my godness. Không được, bạo kích thì mình không tiếc lắm. Bây giờ mình đang bị thọt cái liên kích rồi. Sao? Đặt luôn ở đây đi. Thằng này các bạn, ok. Đặt luôn anh em nha. Cấn nhiều tháp này. Úp dự kiến bật lên. Có lấy gì à? Khai ngộ luôn này. Tự động ở đây thì thiên ok rồi. Mình để như này hợp lý mà. À thôi bỏ này đi. Anh Long bởi vì chú tước mình vẫn đang thiếu mà. Để luôn như này. Thần thông thế nào? Một phát. Hai phát. Uầy. Ngày trước con nick cũ của mình nhá, mình thỉnh thoảng x1 ra được thần thông cam, mà con nick này chưa một lần x1 ra được thần thông cam anh em ạ. Cay vãi cả trưởng luôn. Bực thực sự luôn. À hôm nay có tiên đảo bồng lai à. Gói này. Lụm thêm một số. Ui, khoan. Tiên đảo bồng lai à. Nhưng đánh tầm này thì hơi sớm. Liệu có sớm quá không ta. Ui dạ. Ok, ra đây để múc đi. Đội phòng thủ toàn thủ vệ đâu mà. Được, ra đây chiếm. Chiếm tạm nếu như bị chiếm thì thôi. Bị oánh bỏ mẹ thì lại chạy về. Biết làm sao bây giờ. Yếu thì nó chỉ thế nhưng thôi chứ sao anh em. Rồi. Đã là 500 quả đào chưa? Nãy giờ bị đứng rồi đấy. Bang này. Theo thưởng bang. Ok. Ok nha. À, chấn áp nè. U là trời. Mời thêm thôi. Thế này không đánh được đâu. Ba thằng này lưu tiêu diêu. Không đánh được. Mời bang đi. Bang tiếp đi. Đấy, lúc nào đông đảo tí thì lao vào đánh sau anh em nhá. Liên kích, bạo kích. Hay luôn. Cứ tăng hiệu lực của phần liên bạo là mình thay nhá. Trả giá xem nào. Ủa ôi, dạo này trả giá hơi kém. Thương lượng hơi cùi bắp anh em ạ. Tiệm vụ bang này. Rồi, tiệm bang làm tí nào ấy, tí thảo quả nhờ. Tôi đào có nhiều rồi, hôm nay quánh sang quả bình đi. Bình đi. Hóng lên cây 16 quá. Ok, tạm luôn. 1 tiếng 25 phút là cũng được ấy chứ. Thời gian là vàng của anh em đúng không? Vận may. Thế xong à? 489 này, sắp xong rồi. Ôi chờ luôn đây anh em ạ, đỡ phải thoát ra thoát lại. 498 này. Mình nhận luôn nè, vận may.
10 phát nha anh em ơi. Cũng ngẫu nhiên là cũng được rồi. Ê giời ơi, chứ là cũng hên đấy chứ. Tạm, nhân phẩm này là tạm tạm anh em nhá. Túi cần khôn này, ngẫu nhiên đúng không? Ê, cái này mình chưa có đúng không? Chưa mở luôn, ôi hợp lý quá. Pháp bảo. Ừ, mở rồi à? Phạc men. Được, tăng sao vậy chứ làm sao bây giờ? Cú nha. Ở đấy tưởng là pháp bảo mới thì tăng thêm nhiều lực nhưng không anh em ạ. Cấp 15. Ok.